Ren đang làm gì mà nhìn chăm chú gì vậy? Nãy giờ em lấy lẹ cho bạn này hả anh Hải? À đồ. Ghê vậy. Chưa? À bé Lâm nó biết lấy lẹ anh em ơi. Bạn nào mà bị mắc ẹt á mà còn ai đi game thì nhớ là liên hệ cho tôi nha. Tôi kêu bé Lâm giúp anh em nha. Nhưng mà hiện tại là đang khá là cay luôn ý. Đức Mẫm nói là cái ạc của em trai Đức Mẫm là VIP ạc của em. Và nói là ạc bé Lâm non anh em ơi. Cái gì hả Hải? Áo ma thật sự ý. Trong khi đó là cái ạc sau này của bé Lâm là cũng hơi bị VIP ý. Mình nghĩ là đủ trình để đọ lại cái ạc của em trai Đức Mẫm anh em à. Nani? Bây giờ em cho anh mượn cái ạc của em cũng như là để anh so sánh với lại là cái ạc của em trai Đức Mẫm xem là ai VIP hơn. Trời được chứ anh Hải. Hiện tại là anh chơi cái kèo với lại Đức Mẫm là khá là căng luôn ý. 10 con tôm hùm Alaska. Bữa nay chưa lớn luôn anh em ơi, lấy một tháng lương ra khô máu luôn. Tại vì Đức Mẫm nói là của bé Lâm non anh em à, cay thật sự luôn ấy. Ok, bây giờ thì anh vô hạt em cũng như anh so sánh luôn nha. Dạ. À, vô đây. Ok, đầu tiên là mình sẽ cho anh em xem trước hạt bé Lâm nha. Vì đây chính là clip so sánh hạt á, cho nên là tôi vô thẳng luôn phần tủ đồ anh em à, cho nó nhanh gọn lẹ luôn nha. Ok, để xem hạt bé Lâm là có những gì anh em ơi. À, tóc chiến thập phong cách này cũng như đồng bán xà nó lọn nè anh em ơi. Tóc chuồng lam này, ma búp bê rồi samurai lôi nhện luôn nè anh em ơi. Ninja bão lửa luôn này, gớm ghê ông nội. Thánh phòng nữa này, CR7 luôn nè anh em ơi. À, mũ lăng khách tím này, kim long luôn. Thì bây giờ là có những món đồ nào ngon á là tôi sẵn cho anh em xem, còn không ngon là sẽ lướt nha anh em ơi. Và kiểu trung bình ấy tôi cũng lướt luôn nha. À, đầu trai ngố ngáo nè anh em ơi, cũng như đầu ác quỷ nữa này. À, tóc gốc cơ nữa nè anh em à. Rồi, hết rồi anh em ơi, bây giờ là phần áo nha. 507 cáo anh em ơi. Vệ thằng bóng đêm cáo này khá là ngầu luôn này. À, áo thỏ vượt ngục nè anh em ơi. Được ló luôn. Đây chính là toàn bộ số áo bên trong hạt của bé Lâm anh em ơi. Áo kim long nữa này. Áo nhà thơ, áo nhạc sĩ luôn này. À, áo chơi ngô ngáo nè anh em ơi. Áo anh hùng bằng phím nữa này. À, áo chơi hư này. Áo dân chơi đường phố luôn nè anh em ơi. Ui, áo bóng trắng nữa này. À, thì anh em đứng ở giữa cho nên là anh em kiểu như là công bằng xíu nha anh em ơi. Bởi vì anh em hiện tại là đang là trọng tài ấy. Đây, áo kẻ phiêu lưu này, tôi chính là người review hạt thôi anh em ơi. Còn nhận xét với lại đánh giá là ai VIP hơn là ở phần comment với anh em comment nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Tổng hợp luôn là có 9 cáo đá banh nha anh em ơi. Được của nó thế nhì. Ok, bây giờ là phần quần nha. Từ từ, tôi xem là trong hạt bé Lâm là có quần hồng thiên này cũng như là quần thâm hiểm không anh em ơi. À, có ông ta, trời ngữ là trời, hy vọng là có anh em ơi. Rồi xong tôi nghĩ không có rồi anh em à. Đây quần trái châu nè anh em ơi. Quần casino. Đây có quần thám hiểm luôn anh em ơi. Quần này nói chung khá là hiếm này. Quần đá banh các kiểu luôn này. Ok bây giờ là phần giày dép nha. 279 đôi giày cũng như là dép nè anh em ơi. À, tính ra là ạc với Lâm là tôi thấy phần đồ là cũng khá là nhiều anh em à. Đấy xíu nữa tôi cho anh em xem ạc của em trai Đức Mẫm để xem là như nào nha. Và anh em nhớ là kiểu đánh giá nha anh em ơi. Ok về phong cách của anh hùng Akiga hay mang nữa này. Giày siêu cơ tôi hay mang anh em à. Rồi bây giờ là phần mắt kính với lại mặt nạ nha anh em ơi. À, nhìn sơ sơ qua tôi thấy là mấy Lâm mắt kính với lại mặt nạ phần này cũng uy tín anh em à, không nên nổi là quá tệ đâu. Quay cũng có là đầu quý da so đó này, xịn thế nhì. Rồi bây giờ là phần mặt nạ nam nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này anh em ơi. 9 này, 10, 11 này, 12, 13, 14 này, 15 này, 16, 17 này, 18 này, 19, 20, 21, 22, 23 này, 24, 25, 26 này, 27, 28 này. Tổng luôn là có 28 cái mặt nạ nam nha. Đồ full thì bộ đồ đua xe này cũng như là bộ đồ xếp hình này anh em ơi. Chiến thần này, gấu bất cực nữa này và khủng long bò sữa anh em ơi. Ninja thần chết nữa này và cuối cùng chính là bộ đồ khủng long sinh lục nha. Ok, mấy cái đồ dự trữ là cũng không có gì ngon anh em ơi. 71 cái hành động này. À, được ló thế nhì. Ảc bé Lâm nói chung là khá là nhiều hành động luôn anh em mà. Đủ để đi tăng gái ấy. Đấy, toàn hành động xịn không anh em ơi. Thêm là 5 cái hành động trong sân chờ này. Đấy, sưu tập nha anh em ơi. Đầu tiên là có 83 cái dù lượng này. Được ló luôn. Cũng như là 112 cái ba lô nha anh em ơi. Ba lô thỏ sấm sét nữa này. Ba lô gồng tình yêu nè anh em à. À, toàn ba lô mà gọi là xịn sò con bò anh em ơi. Ba lô gồng đen này, ba lô thỏ hồng các kiểu này. Ok, hồng xác á tổng hết luôn là có 80 nha anh em ơi. Ui, toàn hồng xác mà gọi là VIP Pro này. Ảc bé Lâm là có 2 cái Skywin nha. Tôi thấy là Skywin gồng sắt này cũng uy tín này. Cuối cùng chính là 102 cái ván lướt anh em à. Ván lướt thiên thạch đó là bé Lâm đang sử dụng nha anh em ơi. Rồi, bây giờ là phương tiện nha. Thì đây chính là dàn siêu xe bên trong mạc của bé Lâm anh em à. Đó, dàn siêu xe này nói chung là khá uy tín rồi anh em ơi. Đủ để đọ lại em trai Đức Mẫm rồi. Ok, 267 cái avatar này. Cũng như là 392 cái nền. Uầy, tính ra là bé Lâm là nền nhiều kinh điển luôn ấy. Đây chính là số bán rẻ là còn dư này. 10 cục đá chế tác luôn nè anh em ơi. Thêm là một cái hộp đá ma thuật nữa này. À, được thế nhì.
hầm súng khá là nhiều luôn nè anh em ơi. Ok, rồi. Thì bé Lâm chính là con trai, với lại là em trai Đức Mỏng là con trai, cho nên là tôi chỉ so sánh là đồ nam thôi nha. Ok, bây giờ là nhân vật này 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 này, 14, 15, 16 này, 17, 18 này anh em ơi, 19 này, 20, 21 này, 22 này, 23, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này, 28 này, 29, 30. Ok, 31, 32 này, 33, 34 này, 35, 36 nhân vật này, 37 này, 38 này, 39 này, 40, 41, 42 này anh em ơi, 43 này, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 này, 49 này, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Rồi, tổng luôn là có 55 nhân vật bên trong mạc của bé Lâm anh em à, khá là nhiều luôn ấy. Ok, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 con bé này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này, 19, 20. Rồi, ạc bé Lâm là có 20 con bé nha anh em ơi. Đấy, xíu nữa là tôi xem lạc của em trai Đức Mỏng là có bao nhiêu con bé anh em ơi. Rồi, bây giờ là phần nâng cấp súng anh em à. Ảc bé Lâm thì có M18 level 4 này, cũng như là MB40 là level 5 nè anh em ơi. Ska cái mọc đen level 4 này, cuối cùng là một cây UMP phong cách level 3 nha. Ok, vô phần đó là kho vũ khí luôn nha anh em ơi, xem là có gì nha. À, tôi vô coi súng xem tất cả luôn anh em ơi. Nói chung là bé Lâm là không có một cái súng nào mà gọi là level 7 luôn ấy. UMP cũng lâu nhông nhông này, vector băng hỏa nè anh em ơi. M187 hào quang vàng nữa này, được của nó luôn. Và tôi thấy là có MB5 hỏa pháp luôn này, cây này là bẫy đá ba bản vẽ anh em ơi. Từ từ, tôi sẽ lướt cho anh em xem và anh em nhớ là để ý giúp tôi là những cái súng nào ở bên trong mặt này nha anh em mày, để xíu nữa là so sánh nha. Nói chung lạc với Lâm là tôi cũng khá là đủ tự tin là so sánh với lại lạc của em trai Đức Mỏng rồi anh em à. Đây, nói chung là kho súng của ạc với Lâm là cũng khá là nhiều súng mà gọi là xịn nè anh em ơi. Đấy, nhất cái nách luôn. Rồi, thì tôi đã cho anh em xem xong là ạc của bé Lâm rồi nha. Bây giờ là tôi sẽ qua bên ạc của em trai Đức Mỏng anh em ơi, xem là có cái nịt gì bên đó không nha. Và anh em nhớ là so sánh giúp tôi để xem là ai mà VIP Pro hơn. Để tôi lấy 10 con tôm hùm Alaska về quay vlog cho anh em xem nha. A few inches later. Hello, lại là mình Sima Tấu, con bà nó hài đây. Bây giờ là tôi đang ở trong mạng của Hùng Mỏm, em trai của Đức Mỏm anh em mày. Thì như anh em cũng biết là xem YouTube mày cũng biết Hùng Mỏm này chính là em trai của Đức Mỏm rồi. Ok, mũ lăn khách tím này, tóc bích vàng nè anh em mày, đầu mắng xà nó lọn các kiểu này. À, ma búp bê này, tóc samurai luôn nè anh em mày, ninja bão lửa luôn, BTS nữa này, thanh phòng nè anh em mày, phi vụ chiêu đô luôn này. Tổng hết luôn là có 237 màu tóc cũng như là mũ nha anh em mày, được của nó luôn này. Tóc của mấy thanh niên làm kẻ phân diện trong FIFA nè anh em mày, đầu ác quỷ cái kiểu này. À, tóc gốc cơ luôn. Ok, toàn những tóc mà gọi là xịn sò con bò. Áo thì tôi thấy là có 458. Ui, thua ạc với Lâm anh em ơi, ạc với Lâm là 507 cái áo ấy. Đây, áo dân chơi đường phố, áo chơi châu cái kiểu này, quỷ kiếm da so luôn nè anh em ơi, được của nó luôn này. Ok, anh em nhớ là xem kỹ giúp tôi nha. Và xíu nữa là kiểu bình luận là công tâm giúp tôi là cái ạc của ai VIP hơn nha anh em ơi. Cảm ơn anh em trước nha. À, tính ra là cũng có áo bạch ưng tiễn nữa này, được của nó luôn. Áo tuyết phiệt nè anh em ơi, áo bông trắng nữa này. Áo thô quậy luôn này. Căng đét thế nhì. Áo khoác da baker, áo kẻ phiêu lưu luôn anh em ơi. Quay, ạc với Lâm là có cái áo này, ạc này cũng có luôn anh em ơi. Ui, giống nhau vậy. Phần này chính là phần đầu free nha. Ạc này là có hai cái áo đá banh này, thu ạc với Lâm anh em ơi. Ạc với Lâm hình như 9 cái ấy. Ok, bây giờ là phần quần nha. Tôi sẽ đi truy tìm là quần Hồng Thiên cũng như là quần Thám Hiểm anh em ơi. Đây, giờ nói với tiếng là hiện ngay trước mặt tôi luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ là sẽ đi truy tìm là cái quần Hồng Thiên anh em à. Cái quần đó nói chung là khá là hiếm luôn ấy. Có ông ta, trời ơi, năng nỉ anh gửi gán luôn ấy, có đi mà. Á đù, không có rồi anh em ơi, không có trong cái hạt này rồi. Rồi, bây giờ là phần giày dép nha anh em ơi. Tính ra là phần giày dép tôi thấy là cũng uy tín này. Giày phong cách là stretch mà anh Hùng Akiga hay mang, với lại giày sữa cơ của tôi hay mang luôn anh em ơi. Nói chung là hạt này là tôi thấy là phần giày là cũng uy tín đây. Có thể là ngang với lại lạc với Lâm đó anh em ơi. Xịn sò con bò đấy. Ok, hết rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ là phần mắt kính với lại là mặt nạ nha anh em ơi. Tính ra là cũng có đầu hề này, quỷ kiếm da so này, đầu tháo quậy nè anh em ơi. Mặt nạ theo cực mùa 2 nữa này, cũng như là mặt nạ kẻ thách thức nữa này. Đầu cú đám bóng đêm nè anh em ơi, ngon lành cành đào luôn. Ôi, toàn những cái mặt nạ với lại là mắt kính mà gọi là xịn sò con bò ấy. Rồi, bây giờ là mặt nạ nam nha. 1 này, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 16 này, 17, 18 này, 19, 20, 21, 22, 23, 24 này, 25, 26, 27 này, 28, 29, 30, 31, 32, 33 này, 34, 35, 36. Tổng hết luôn là có 36 cái mặt nạ nam nha anh em ơi.
Đậu phụ nè, phượng hoàng thép này, cũng như là sát thủ bạc nè anh em ơi, ninja thần chết nữa này, và titan thiết giáp này, thì mới là bộ đồ đua xe nè anh em ơi, gấu đầu gấu này, và phi vụ phi phai anh em ơi. Hàng này thì có một cái bộ đồ mà dự trữ nhưng mà khá là cười luôn, 54 cái hành động ở trong hạt này anh em à. À, như vậy là thu hạt 75 anh em ơi, hạt 75 hình như 71 hay sao ấy. Với lại là hạt này là duy nhất một cái hành động trong sinh chờ thôi. Rồi, sưu tập nha anh em ơi, 67 cái dù lượng là đầu tiên này, cũng như là 84 cái ba lô nè anh em ơi, ba lô lặn xề các kiểu này. À, hồng sát tổng hết luôn là tôi thấy có 61 nha. Để xem là có hồng sát thánh phòng không anh em ơi. Không có luôn, hàng này là không có sky win nha. Cuối cùng chính là 89 cái văn lướt nha anh em ơi, bắn lướt đô la các kiểu này. Rồi bây giờ là phương tiện nha anh em ơi, thì đây chính là dàn siêu xe bên trong mặt này anh em à. À, dàn siêu xe này tôi nghĩ là cũng uy tín đấy, đủ để đọ lạc với Lâm anh em ơi. Thông tin thì 256 cái bata này cũng như là 375 cái nền được thế nhỉ. Đây chính là số băng vẽ là còn dư nha anh em ơi. Đấy, nhưng mà không có đá chế tác với lại là hộp đá mà thuật của anh em à. Ok, nói chung là phần thủ đồ là chỉ có bao nhiêu đây thôi anh em ơi. Bây giờ là phần nhân vật nha, xem là có bao nhiêu nhân vật bên trong này, để xem là có hơn hạt 75 không nha. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 nè anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 nhân vật này. 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này. 19 này, 20, 21 này, 22 này, 23, 24 nè anh em ơi. 25 này, 26 này, 27, 28 này, 29, 30, 31 này, 32 này, 33 này, 34 này, 35, 36 này, 37 này, 38 này, 39, 40, 41, 42 nhân vật này, 43 này, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 này, 49 này, 50, 51, 52, 53, 54. Ok, tổng hết luôn là có 54 nhân vật bên trong hàng này nha anh em ơi. Bét đó là 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14 này, 15, 16 này, 17, 18, 19. À, thua hạt với Lâm một con bé anh em ơi, hạt với Lâm là 20 con bé ấy. Rồi, bây giờ là phần nâng cấp súng anh em ơi, xem lạc này có súng gì mà gọi là level 7 không nha. Ok, hình như là không có rồi anh em ơi. Đây, MB40 bắn xà level 4 này, AK47 cồng xanh level 7 này, và cuối cùng là một cây UMP phong cách level 3 nha anh em ơi. Rồi, bây giờ là vô phần kho vũ khí nha. Kho súng luôn anh em ơi, thề luôn là có cây súng level 7 như này chắc lừ luôn ấy, hạt với Lâm là không có anh em à. Ok, hạt này tôi thấy là cũng có SK đẳng cấp Titan luôn nè anh em ơi, cũng như là M1014 chết chóc nữa này. Thêm mới là cây chim gỗ kiến anh em à, nhìn cũng khá là ngầu ấy. Cây này nói chung là cũng khá là mạnh này. Rồi, bây giờ tôi sẽ lướt cho anh em xem nha anh em ơi, xem là có gì bên trong hạt này ở phần súng nha. M1 cường xanh nữa này, trời ơi, tính ra cây này khá là hiếm luôn. AK gồng lửa luôn nè anh em ơi, SK thần tình yêu nữa này. À, ngon thế nhỉ. Tính ra là từ nãy tới giờ tôi cho anh em xem là tất cả những món đồ bên trong mạc của em trai Đức Mẫm ấy, thì tôi thấy là này cũng thuộc dạng là VIP Pro đó anh em ơi, kẻ tấm lạng người nữa cân với lại lạng bé Lâm đây. Ok, nói chung là hết rồi anh em ơi, và tôi đã cho anh em xem tất tần tật bên trong mạc của em trai Đức Mẫm rồi nha, và cũng như lạc của bé Lâm luôn. Và từ nãy giờ anh em thấy lạc của ai mà VIP Pro hơn á thì nhớ là comment với công tâm với tôi nha anh em ơi, không thiên vị nha. Bạn nào mà kiểu trả lời đúng nhất á thì tôi tặng kim cương luôn nha anh em ơi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, đừng quên là lên shop cmobit.com của mình cũng như là quay kim cương nha, đừng lên là tôi kiếm phần comment nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.